Tới không em, tới không giận? 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 Tới không? Tới không? Ôi trời. Ôi rất nhẹ nhàng kìa. Khèo. Đâu? Trời ơi, đâu ai luôn. Đánh đâu đâu? Đánh đâu đâu? Đánh đâu đâu? Đánh đâu đâu? Đúng rồi. Đâu đâu đâu? Em kiếm thêm bổ nè. Những cú đánh vô đâu đâu? Quên. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đỏ tài. Tôi gãy cổ. Những cú tạt góc đâu? Tạt góc bên mé bên trái. Thế đẩy luôn. Như vậy là Buka thua rồi. Trò chơi này thì đội mình lấn lướt hơn. Tại vì đội mình toàn tướng bự. Còn đây có mình Vinh bự à. Đây bây giờ nếu mà tướng nhỏ vô Lan Ngọc nè. Anh Vinh đánh em xám hồn luôn. Cái này có một tên. Cái này có một cái chơi vui nữa. Anh chưa đánh em xám hồn đâu. Không xám hồn. Vô vô Ngọc vô. Chưa đâu. Cái này có một cái chơi vui nữa. 3, 2, 1 vô. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Mà sao đồng đội? Đồng đội ơi, cái này chết rồi. Có lại hơn nè, có nhẹ hơn, dễ quên hơn. Trời ơi, quên là sao? Em thấy đồng đội anh đánh anh không à? Tiến lược là bị thù trong giặc ngoài. Như vậy là tới thời điểm chưa này thì chúng ta thấy chưa? Lại Ngọc bước lên. Thúy Ngân luôn, Thúy Ngân luôn. Thúy Ngân luôn, Thúy Ngân luôn. Vô. Kèo vậy. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Ê. Trời ơi. Ủa anh thua rồi hả? Em biết chơi luật chơi không vậy? Đâu anh té rồi, tụi anh em mới đứng lên. Anh chưa té nha, em vậy nhảy qua người anh luôn á. Và thưa quý vị, trước khi đến với cái phần tiếp theo là cái phần hình phạt, thì chúng ta sẽ ghé đến gia đình Mấy Nụ. Ghé đến gia đình Mấy Nụ để xem ngày nay quán cà phê có chuyện gì bất ổn xảy ra. Xin mời. Dừng. Vô. Nếu Buka thắng Lan Ngọc thì tỷ số ở trò chơi này là hề hai đều. Còn nếu mình thắng là mình thắng ở trò chơi này. Rồi câu hỏi đầu tiên rất xui cho Buka là ở lượt câu hỏi này là lợi thế dành cho Lan Ngọc. Trời ơi, okay, dạ. Quán anh. Từ con số 9 đến con số 15 anh có bao nhiêu số? Có hai chữ số. Mời. 6 số, 7 số. 6 số. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ừ. Ừ. Vậy ông đếm số 10 hả? 7 số. 0, 9 đó là 2 số. Ủa sao anh mua em gái vậy? Trường quá. Ê, đây là do đồng đội. Đây là sự cố ý. Không phải, nó trơn quá em. Tay trái anh không có. Hồi nãy anh nói tay trái anh không có thuận mà. Phải không? Anh nói tay phải thì cái tay em đau. Tay trái thì anh không có thuận. Khi anh dướng lên như vậy nè là nó búng rồi. Búng vào, ok. Đây là bánh mới dành cho Trương Thí Vinh. Đồ. Tôi nghi hai đứa đi lượt luôn á. Bây giờ riêng đội này là Vinh là rất là to con cho nên hai bạn hỗ trợ một lớp luôn. Wow. Rồi chưa? Vô. Rồi ngã lên rồi. Té bỏ. Cái gì vậy dạ? Ủa sao em giữ được? Gì đu lên. À, à. Rồi rồi cú đầu tiên rồi. Anh giữ lại người đó. Không phải em đu lên, em đu lên. Đu lên nha, đu lên luôn nha, té thôi nha. Ừ. Đúng rồi, dạ thần con đó. Nãy tôi bị nghịch trai với thằng Vinh tôi tức ghê á. Cái tay trái tay kéo được thứ hai bị đuối. Đuổi đi, đuổi đi. Anh miếng thả ra, anh miếng anh thở thở cho anh ra. Sao đi sao vậy? Sao anh gồng dữ vậy? Em phải giữ lại cho anh. Em làm cho nó sợ nó mới gồng. Thả ra một tí. Chị thả mà ổng gửi lại đó. Chứ chị muốn thả anh, thả anh, thả anh mà. Tới đi, Vinh ơi, tới đi. Tới luôn, Vinh ơi, tới luôn. Tới luôn. Vô. Tới luôn. Hey, hey. Tới luôn bác tài ơi. Hey, hey.
Tới luôn. Chị có sự tính toán nào trong khúc này không? Đồng đội tốt. Đồng đội tốt. Hết đường để cứu rồi, em tự chạy thấy thân á. Lỡ rồi mình diễn MV luôn đi hai đứa. Thua rồi. Vui vẻ gì mà cừ dữ vậy? Giọt luôn, giọt luôn. Ai dễ gì? Chị cứ vậy. Phần cuối chương trình, quý vị sẽ gặp gỡ với Tiến Luật. Tiến Luật có câu mạnh sao? Thì mạnh thì sai sức. Cái mặt mạnh, mạnh thì mình dùng mưu. Mạnh thì mình dùng mưu. Đấy. Mạnh thì sai sức. Vẫn phải dùng mưu thôi. Đấy. Ủa sao tự nhiên Thuận Minh? Sao tự nhiên kéo vậy? Hai người thôi, hai người thôi. Em thấy đội anh đứa nào cũng muốn đẩy anh xuống đó anh Luật. Mọi người đang cố tình muốn đẩy anh xuống á. Đúng rồi. Tại vì Tiến Luật giống như là một cái trò vui của đội này vậy đó. Chỉ cần Tiến Luật xa cơ là bên em hài lòng mà. Hai ba vô. Thả đi em, thả anh xuống đi. Thả đi đứng ngoài, thả đi. Thả đi xuống, thả đi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này phải thả xuống từ từ gì nè. Nó nắm quần anh á. Trời ơi sao. Cái mặt anh đỏ rồi kìa. Đang thả xuống vậy là đúng. Đừng có là đỏ kè rồi. Cái mặt đỏ kè rồi. Chứng tỏ là anh thật sợ. Bây giờ anh phải tin tụi em trước đã. Rồi nè anh trai. Là mà không có tin. Bây giờ nè. Đội này là cho phép ba người giữ Tiến Luật luôn. Rồi ba người nha. Xuống đi, xuống đi. Ủa sao anh quỳ hối luôn vậy? Kéo lại. Ôi sao anh trời. Thôi chơi gì như ngồi đó luôn vậy. Rồi rồi. Vô. Đã vô trong bồn rồi. Phải ngã chứ. Ok mà. Một lần nữa thôi nha. Đồ đã vô là coi như là thua cuộc đó. Nhưng mà đàng hoàng. Ok lại đây. Chơi đàng hoàng. Thấy em nháy mắt với lại MC rồi. Ở đây, đây. Nếu phải đi thì anh đi. Anh bây giờ bệnh nặng lắm rồi. Đây thì tao nợ nên kéo quần coi vậy. Rồi vô nè. Tụi em đang chơi đàng hoàng. Ê, cái quần bị tụ. Em kẹp lại chung cái tay ra đó. Thì mới đi được. Không, đi chung. Chị đi. Dữ quá à. Không quá từ từ. Không, để anh đi. Anh muốn đi. Cho anh đi. Anh muốn rồi, đi. Rồi. Anh phải ăn. Đừng cho thoát. Luật ơi, đừng cho thoát. Chơi mà nháy mắt đồ hả? Ủa em không thấy khúc đó luôn á. Anh thấy, người qua thấy gì nè. Cháo này sinh ra là dành cho anh Luật luôn nè. Đội não bộ chỉ có 2 lượt thắng, còn đội chất xám mang về 3 lượt thắng. Tỷ số hiện tại đến thời điểm này là 2-0. Rất nhẹ nhàng kìa. Khèo. Đâu? Trời ơi, đâu? Ai luôn? Tán đâu? Đâu? Đúng đâu? Đúng đâu? Đúng đâu? Đúng đâu? Đúng đâu? Đúng đúng rồi. Đi đâu đâu? Em kiếm thêm bộ nè. Những cú tán vô đâu đâu? Quên. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đỏ tài. Tôi gãy cổ. Những cú tạt góc đâu? Tạt góc bên mé bên trái. Anh Vinh anh quất một cái, một là bé Ngọc ngã liền. Ta sẽ đánh ngang cũng được, dọc cũng được, nhưng không được dùng cái đó để đẩy người ta ngửa ra. 3, 2, 1 bắt đầu. Sao nó quýnh đi Vinh? Trời ơi. Mỗi người cái hả? Hay sao? Anh Vinh này cứ quýnh nào rớt thôi, thôi. Quýnh khi nào rớt thì thôi. Khi nào rớt thì thôi. Vinh ơi, coi chừng. Trời ơi. Tội cho em rớt thôi. Vậy đó ai Vinh, vậy đó mắt em. Anh Vinh ơi, anh bị xéo rồi. Tán, tán ngược lại, tán ngược lại. Chị cứ giữ cân bằng thôi, chị cứ cần giữ cân bằng thôi. Để cứ cần giữ cân bằng thôi.
cái này nó thiệt quá. Vậy là mình phải trụ được chắc đúng dễ không? Dễ rồi em, không ra mồ hôi rồi. Hả? Lan Ngọc thắng lượt đây. Bây giờ mình sẽ quẩn tù xì để coi ai được đi trước. Nhân đại với đối thủ là tự sát với chính mình. Quẩn tù xì. 1, 2, 3. Rồi, quẩn trước. Hết cả hết cỡ rồi. Cái một thôi bu. Trời. Rồi, tới mình. Nhẹ quá bu. Trời ơi, coi Thúy Ngân nè. Giặt ngang qua, giặt ngang. Phản đòn nè. Ôi trời ơi. Yeah. Thủ thế đi, bông bông bông. Giấm tăng, giấm tăng. Hay có vậy, hay có vậy. Ôi, coi chừng ra cái nhát. Hung hăng quá là rớt liền. Đâu? Không phải đau tay, không có cái thế. Không, đánh càng mạnh nó càng bị dễ trượt cái chân. Tôi và Lâm Vĩ Dạ. Đâu có, em đừng, để anh. Đúng rồi. Anh hả? Trời ơi, nhìn ơi, bao anh muốn không chống chân, anh phải cao. Bao nhiêu ước hả? À. Cao không chừng không? 3, 2, 1, vô. Đó rồi. Đó rồi. Đó rồi. Cái gì? Một dán một vậy trời. Trời ơi, tôi lòng não luôn. Ủa, hồi nãy anh cũng quýnh em đi ca vậy đó. Mà sao em không nó vỗ nghe ót anh hay sao? Mà em còn trụ được rất lâu nữa. Mà ổng tự quýnh tâm tự té luôn. Chứ không ai làm gì luôn á trời. Trời ơi, nó quýnh em tét người luôn nè. Cái này gì hả? Ngọc ơi, nó quýnh em tét người. Ghê Tuấn Kiệt. Đó em với bà Dạ. Dạ Nhất. Quýnh em mà hả Dạ ơi? Không đi nghe luôn. Ơi, dụ cho em quýnh để em bị mất thế. Bị mất thế. Chết chết. Từ từ Dạ, từ từ. Dạ té rồi. Quýnh, Dạ té rồi, té rồi. Quýnh. Đó. Quýnh. Đó. Quýnh. Quýnh té. Quýnh. Quýnh té. Hay quá. Nó từ trên xuống. Quá em lại yên tâm đi, em không thua, em không thua. Vậy chơi vậy phải dụ, phải dụ với thật dữ của đi. Quất quất bữa xuống kênh đúng rồi. Trời ơi, nó quýnh bố lông đảo luôn. Vậy hết té được rồi. Thật sự. Ừ, này té. Thôi chị quýnh một cái thôi. Vô đi, rồi. Trời ơi, chị tôi quá trời ác rồi. Bây giờ bây giờ là hai điều chơi một ván quyết định. Tôi với Lâm bị già. Đã nhẹ hiểu quá. Tôi không chơi. Không, em với Duy Tú Kiệt. Trời, trong lòng cũng đang buồn bực hả? Em phải trả thù đúng cho rồi, chị đi. Để con. Sau đây là cuộc chiến để phân thắng bại Duy Tú Kiệt và Buka. Có dám thắng chơi hay không? Thì trời ơi, trong lòng mình nhức nhối. Còn nếu người ta thắng thì ơi, nóc. Ôi, chị ổn không? Cần đi thở oxy không? Chị ổn, ok. Chúng ta để xem Duy Tú Kiệt có gọi là đánh Buka y chang như Lâm Vĩ Dạ hay không? Đúng, đúng rồi phải. Nếu như không đánh được với Lâm Vĩ Dạ thì mời bước xuống để cho Thúy Ngân lên. Không, thì chúng tôi sẽ đánh em không? Nhất. Dám đánh chị tôi như vậy. Ôi trời. Ôi rất nhẹ nhàng kìa. Khèo. Đâu? Trời ơi, đâu? Ai luôn? Tại đâu đâu? 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 Đúng rồi. Đâu đâu, để em kiếm thêm một nè. Những cú tán vô đầu đâu? Quên.
Đó. Đó rồi. Đó rồi. Ôi giời, đau quá. Đau. Đổ tài. Tôi gãy cổ. Những cú tạt góc đâu? Tạt góc bên mé bên trái. Đẩy luôn. Thì vậy là Puka thua rồi. Trò chơi này thì đội mình lấn lướt hơn, tại vì đội mình toàn tướng bự, còn đây có mình Vinh bự à. Không đây có. Bây giờ nếu mà tướng nhỏ vô Lan Ngọc nè. Anh Vinh đánh em xám hồn luôn. Cái này có một tên. Cái cái này có một cái chơi vui nữa. Anh chưa đánh em xám hồn đâu. Không xám hồn. Vô vô Ngọc vô. Chưa đâu. Cái này có một cái chơi vui nữa. 3, 2, 1 vô. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Mà sao đồng đội? Đồng đội ơi, con này chết rồi. Có phải hơn nè, có nhẹ hơn, dễ hơn không? Trời ơi, mà sao em hay đồng đội anh đánh anh không à? Tiến lược là bị thù trong giặc ngoài. Như vậy là tới thời điểm này thì chúng ta thấy chưa? Lại Ngọc bước lên. Thúy Ngân luôn, Thúy Ngân luôn. Thúy Ngân luôn, Thúy Ngân luôn. Vô. Kèo vậy. Trời ơi, có kìa. Trời ơi. Ê. Trời ơi. Ủa anh thua rồi hả? Em biết chơi luật chơi không vậy? Đâu anh té rồi, tụi anh em mới đứng lên. Anh chưa té nha, em vậy nhảy qua người anh luôn á. Và thưa quý vị, trước khi đến với cái phần tiếp theo là cái phần hình phạt, thì chúng ta sẽ ghé đến gia đình Mấy Nụ. Ghé đến gia đình Mấy Nụ để xem ngày hôm nay quán cà phê có chuyện gì bất ổn xảy ra. Xin mời. Dân đâu? Nếu Puka thắng Lan Ngọc thì tỷ số ở trò chơi này là hề hai đều. Còn nếu mình thắng là mình thắng ở trò chơi này. Rồi, câu hỏi đầu tiên rất xui cho Puka là ở lượt câu hỏi này là lợi thế dành cho Lan Ngọc. Trời ơi, okay. Tính toán anh. Từ con số 9 đến con số 15 anh có bao nhiêu số? Có hai chữ số. Mời. 6 số, 7 số. 6 số. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ừ. Vậy ông đếm số 10 hả? 7 số. 09 đó là 2 số. Hãy kể tên hai hình thức lấy độc thì độc trong y học. Chị Ngọc Vinh. Ai trước, ai trước? Bu bu. Bắt đầu em định rồi. Ngân xác định là em trước rồi. Xin lỗi. Cái gì lấy độc rắn chị? Đúng rồi Bu. Đó, hai hình thức mà. Quá có một mà. Thắng rồi thì tôi. Thôi cái gì mà chị lấy độc rắn chị? Đó, vaccine đó. Vaccine sao? Là lấy cái con virus đó đó tiêm vô người. Đúng rồi. Rồi, bắn chính xác. Cái này là hay nè, cái này là khen. Trong gia đình của Trương Thúy Vinh có chú hai dì ba, chú ba dì hai. Vậy ai là con của ông nội? Ủa, đúng rồi hả? Đúng rồi. Năm. Ba người là con ông nội hết á. Có hai chú hai với chú ba. Trong gia đình Vinh có rối quá. Chú hai dì ba và chú ba dì hai. Ai là con của ông nội? Chú hai chú ba. Chú hai chú ba. Đúng rồi, chỉ có chú hai, ông chú nội hai. Thôi. Do dưới đồng đội em cứ chú ba mà ba ở đâu nè. Đừng lâu hết đừng có nói chuyện. Anh đi, anh làm giờ đồng đội mình phân công. Chứ em đã biết rồi là chú ba Khảo, chú anh nói vậy chỉ để cho em hiểu chứ. Nói ủng nhưng mà quan trọng là chú ba ở đâu. Hiểu chưa? Anh nhấn từ chú, hiểu chưa? Anh nhấn như đó mà. Ừ. Câu sau đây, nếu hai bạn không có đáp án trong vòng 2 giây, 3 giây gì đó, cho phép đồng đội hỗ trợ luôn. Đi câu này. Khó hả? Và đồng đội thì chỉ lựa một người thôi, bên đây lựa ai? Câu hỏi về gì ạ? Huyết thống. Em lựa chị em Vĩ Dạ, anh Vinh đang không sáng suốt ạ. Dạ. Và anh đây là đang mụn lắm. Không? Anh lượt huyết thống. Tôi về huyết thống tôi dở lắm. Rồi bên đây tiếng lượt. Rồi bên đây là Vĩ Dạ và tiếng lượt. Hãy lắng nghe câu hỏi. Bố của mẹ của bố của mẹ bên nội hay bên ngoại? Bố của mẹ. Bên đây mẹ. Đây. Ngoại. Chính xác. Trời ơi anh lượt chơi mà. Bên đây trước. Hả? Bên đây trước. Bố của mẹ của bố của mẹ. Khi nào cái này không được mới tới cái này mà. Bố ngoại á. Nói chung á là đơn giản thôi. Của mẹ là bên ngoại rồi. Của mẹ là ngoại hết. Câu tiếp theo. Câu này có được trợ giúp không? Được luôn. Tôi đứng sẵn đây luôn nè. Bây giờ chơi lớn không? Riêng câu này hai bạn trên này á thích là giơ tay thôi. Tiết luật ở dưới trả lời cho bên này và Lâm Dạ trả lời cho bên đây. Ok, chơi. Khi nào chị nhanh nói hết là mình giơ tay nha. Ok.
Còn giơ tay trước là coi như là thuộc okay, quyền. Ok ok. Giơ tay trước mà chưa hết câu là người ta sẽ được quyền nha. Ok. Dạ chuẩn bị nha. Huyền Nương. Cái gì? Huyền H U I E N Uyên H U Y H Huyền N U Y E N Nương Huyền Nương. Huyền Nương. Huyền Nương. Được rồi. Nương đó. Khó vậy? Huyền Nương. Câu này tôi cũng không biết. Vậy thì đưa đáp án đem coi cho. Vậy rồi, người dưới trả lời mà. Huyền Nương là tên gọi theo sự tích của loại trái cây nào? Rồi xong. A. Dứa. B. Bưởi. C. Thanh long. Hết. Dạ trả lời. Dứa. Chính xác. Đúng rồi. Anh Lượt. Đơn giản là loại trừ thôi. Huyền Nương. Là sao loại trừ vậy? Dứa loại trừ hai cái đáp án còn lại. Thanh long là gì? Thanh long người ta chưa bao giờ gọi là Huyền Nương, mình chỉ biết đầu vậy thôi. Bưởi cũng chưa bao giờ gọi, chỉ có dứa. Câu này cho hai bạn tự trả lời. Vậy trái dứa ghép từ tên hai quả nào trong tiếng Anh? Ghép từ tên quả nào trong tiếng Anh hả? Chứ hai quả nào? Melon, watermelon. Hai một. Cái gì đó, gì apple gì đó. Pineapple, và apple. Hai apple đúng rồi. Cái gì? I have a beer pie gì đó. Apple. Khoan. Bây giờ xong rồi trả lời đi. Pineapple. Với lại apple là ra trái dứa đúng không? Là hai trái gì trong tiếng Anh? Là trái pineapple, trái táo. Cây thông và trái táo. Trái em giỏi tiếng Anh hơn anh đúng chưa? Em giỏi hơn anh, em luôn chỉ anh, em luôn bắt bẻ anh tiếng Anh, thì tại sao khi nói về câu tiếng Anh đó anh là người chỉ không, em? Em trái dứa em quên mất tiêu. Chứ em ngoài trái dứa là em nhớ tới trái gì? Hả, watermelon. Cứ watermelon hoài à. Giả thuyết rằng Dạ Ngọc Ngân bằng tuổi nhau 5 năm trước, tổng số tuổi của ba bạn là 21. Vậy tổng số tuổi của ba người hiện tại là bao nhiêu? Chị Ngọc. Giơ tay. Rồi, mời. 36. Chính xác. 5 năm trước ba người là 21, có nghĩa là 7 lần 3 21. Đúng rồi. 5 năm sau là bao nhiêu? 7. Là 12, 12 nhân 3 ra bao nhiêu? Ngốc nghếch. Ngọc thường thức khuya vì người Ngọc thầm thương. Hỏi đôi mắt của Ngọc thường trông như thế nào? Ngọc giơ tay trước câu hỏi luôn á, chưa đọc đúng xong. Đúng rồi, giơ tay trước câu hỏi tôi chưa đọc xong. Ủa, vui duyên. Thế nào mới được giơ mà? Mỗi lần cũng vậy mà. Ok, cho ta trả lời cái đi. Ủa? Thường thâm. An Giang mà tự hào quá. Em mà tự hào vậy. Trời ơi, kìa. Bà làm như bà vừa mới là đạt được cái lùng đi nét hay gì. Mẹ đi chợ mua một con cá với giá tiền. Khoan, bách. Bây giờ là bộ này là tính toán hay sao? Mẹ đi chợ mua một con cá với giá bằng tờ tiền có mệnh giá cao thứ năm tại Việt Nam. Hả? Thứ năm? Mẹ đưa tờ tiền có mệnh giá cao thứ tư cho người bán, hỏi người bán thối lại cho mẹ bao nhiêu tiền? Luật. Thôi tôi trả lời được không? Được luôn. 30. Sai nha. Anh Luật hình như là 10.000 hay gì mà 200, 200 là tờ tiền mệnh giá lớn thứ năm. Tờ tiền thứ tư là 50, đưa cái 20 và thối lại 30, đúng rồi. Tiến Luật trả lời chính xác. Câu này là vì Tiến Luật thích trả lời cho nên mình không giao trước kèo, cho nên cái này trả lời vui thôi. Nhưng mà rất khen Tiến Luật tính rất là nhanh luôn. Câu tiếp theo. Ví Ngọc như một con cá, khi yêu Ngọc không được buông lơi, vì sao? Vì Ngọc sẽ bơi luôn. Đúng rồi. Hay quá Buga. Lợi hại, Không sao chị Ngọc, còn một câu nữa cá. Làm sao Ngọc suy nghĩ được? Phải biết Ngọc như một cái con khác đi. Ở đây tưởng tượng là con cá. Con gì? Con gì thì mọi người tự nghĩ ra đi. Câu tiếp theo, câu cuối cùng. Trong 12 con giáp có bao nhiêu con bốn chân? Đầu tiên 5 con sủ, 4 dần, 3 mèo, 2 thìn, 1 mấy con? 4 con. 4 con mà đưa 5 ngàn. Ủa, nó nói gì bỏ con tí vậy? Con tí đầu tiên. Đầu tiên mà kêu là con sủ là tôi thấy rồi, ăn mày rồi. Con tí. Dồn. Bỏ đó em để ở đâu? Là 2 con thôi đúng không ta? Đây. Bỏ được con. Dồn con tí đó. Mùi con đúng không? Thình nè. Mùi. Thình. Thì bỏ ra 2 con. 10 con. 8 con. 10 con.
chưa đâu, con rắn là phải chưa nè. Gà. Con gà. Con gà ăn rắn đúng rồi. Ở trên sóng truyền hình là rất nhiều em nhỏ coi, anh phải để cho em liệt kê ra cho các bé nhớ chứ. Rồi rồi, rồi tí rồi. Chiến thắng với tỷ số 7-3. Trời quá. Hai đội đang huề nhau ở trò chơi này. Đội Vinh hiện tại là đội mang tên chất xám thắng đội não bộ. Đó, tập này em chơi cũng thua.